Rất xin kính chào quý anh chị ạ. Hôm nay Rất đăng tải lên một mảnh đất ở tại trung tâm huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai nhé quý anh chị. Và đây theo hướng đây là con đường quốc lộ 14A quý anh chị thấy đấy ạ. Từ vị trí đây chúng ta về tới trung tâm ủy ban dân huyện Chư Sê, trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3, bệnh viện, nhà thờ, nhà chùa, ngân hàng vân vân thì bán kính trong vòng khoảng 3 cây số đổ lại nhé quý anh chị. Chỉ 3 cây số đổ lại ạ. Điều đặc biệt lô đất chúng ta chỉ cách bến xe mới của huyện Chư Sê bán kính trong vòng khoảng 300m nhé quý anh chị, khoảng 300m đổ lại. Về tới chợ phía Nam thì bán kính trong vòng khoảng 1 cây số đổ lại nhé quý anh chị. Và theo hướng này chúng ta lên tới trung tâm thành phố Pleiku, Gia Lai thì khoảng 40 cây số nhé quý anh chị. Và quay ngược về hướng đây thì chúng ta về tới trung tâm ủy ban dân xã, trường dạy nghề, trường học cấp 2 và đăng kiểm xe môi giới thì bán kính trong vòng khoảng 500m đổ lại. Và hướng này chúng ta đi Sài Gòn nhé quý anh chị nhé. Và hôm nay Đất đang tải lên một mảnh đất theo mặt đường quốc lộ 14A đây là 10m nhé quý anh chị, 10m ạ. Một nô đất đẹp cho quý anh chị nhà đầu tư sinh lời, hoặc chúng ta có thể về đây kinh doanh, sinh sống thuận tiện cho con em chúng ta ăn học ạ. Và đây ạ, căn nhà và lô đất chúng ta là trước màn hình quý anh chị đây ạ. Để cho Đất nhắc lại, chiều ngang là 10m, chiều sâu đã trừ lộ giới rồi là 22m. Trong đó có toàn bộ diện tích đây là full thổ cư nha quý anh chị nhá. Cùng một căn nhà cấp 4 chúng ta có thể về đây sinh sống ở tạm được ạ. Một mặt bằng đẹp cho quý anh chị nhà đầu tư sinh lời, hoặc chúng ta có thể về đây làm ăn, kinh doanh buôn bán bất cứ mặt hàng gì cũng được. Và trước căn nhà đây thì có một cây nhãn và một cây sầu riêng đây ạ. Và đây ạ, nhà Đất đi vào, tiến chân vào căn nhà để quay cho quý anh chị đây ạ. Có một căn nhà cấp 4 ở tạm thôi ạ. Chúng ta có thể về đây định cư tạm. Và trước căn nhà đây là một cái sân bê tông rộng khoảng 150m2 ạ. Một nô đất đẹp. Điều đặc biệt đất chúng ta toàn bộ diện tích này gia chủ đã làm thổ cư hết ạ. Một căn nhà này xây cách đây khoảng 15 năm nhé quý anh chị. Chúng ta có thể ở tạm thôi ạ. Nhà được lợp mái ngói. Ở đây thì mát. Đây ạ. Đất của chúng ta và căn nhà tọa lạc hướng Tây, Tây Bắc nhé quý anh chị. Hướng Tây Bắc ạ. Đó, đằng sau này không gian còn rộng để chúng ta có thể chăn nuôi. Với lô đất này chúng ta phân được 2 lô nhé quý anh chị nhé. Tức là mỗi lô 5m. Mặt bằng đẹp, gần trung tâm. Dạ. Đây là anh chủ đất đây nhé quý anh chị. Anh chị nào mà có quan tâm tới lô đất thì liên hệ trực tiếp với nhà đất. Nhà đất sẽ đưa quý anh chị gặp trực tiếp anh chủ đất để thương lượng giá cả. Gia chủ đang đưa ra một cái giá chỉ có 215 triệu một mét ạ. Bao sang tên và còn gia lộc nhẹ nữa ạ. Một cái giá cả hợp lý ở khu vực đây ạ. Nhà đất cũng mới đăng tải khu vực đây, chỉ cách miếng đất chúng ta khoảng 50m. Mới giao dịch xong đã ở cái giá 220 triệu một mét rồi ạ. Bây giờ gia chủ đưa ra một cái giá đây là hợp lý cho quý anh chị nhà đầu tư nhé. Rồi quý anh chị nào quan tâm tới lô đất đây thì liên hệ ngay với nhà đất, số điện thoại trên màn hình là 0975 582 442 để nhà đất tư vấn và chụp bìa đỏ pháp lý cho quý anh chị ạ. Nhà đất xin tạm dừng video đây ạ. Xin mời quý anh chị theo dõi live cam để biết vị trí lô đất và khu dân cư nó thuận tiện thế nào ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị.